hai chúng ta cứ mỗi người vậy đi, cứ đưa con xem. Thôi con lấy 5 tờ này đi ha. Dạ đây. Cảm ơn con nhiều lắm. Chỗ này mời mua với chỗ coi. Mua chỗ con. Tao không hiểu mày đang nghĩ gì luôn á Linh. Anh kia tàn tật câm điếc, thế mày không cho tao giúp, mày cản tao. Ông già này lành lặn, mày mua hẳn 5 tờ vé số. Mày đang nghĩ gì vậy? Được thôi, mày đi theo tao. Lý, mày nhìn đi kìa. Hello. Nay cho tao con 60 với đại phụ 45. Tấp tay một cái rồi cứ còn xui. Tiền đâu mà đang giữ cha. Trời ơi, bữa nay tao tiền nhiều lắm. Có con ngu kia, nó cho tao. Nghĩ lại mà mắc cười. Thôi, bỏ đi mày. Coi như là một bài học.